Thứ hai là không phải thứ hai là theo đầu tiên mày đứng dậy ha, đứng dậy ha, mày đứng nè, mày để cái tay này ở dưới trước, thấy không? Xô cặp xô đi, xô kéo lại, xô cứ vậy cho nó thuộc ra, một xô xô rồi xô nè, xoay xoay cứ vậy, xoay rồi xoay rồi để lại, để trở lại cái tay thì thẳng vậy, nó phải vậy, rồi xoay xuống dưới rồi xoay trở lên, kéo chưa về, xô xoay rồi xoay trở lên đã, kéo chưa về đó, một bên trước em xô trước, xoay cái đầu xuống rồi xoay cái đầu trở lên, kéo chữ về đó, cái vậy cầm cho nó quen cái đó đã, nó vậy chưa quen quen cầm luôn không, không quen rồi chưa xong đầu bên kia, xoay cái đầu xuống rồi xoay trở lên kéo về đó, cái vậy cho quen cái đã, quen xong lát bên kia cái này vậy đúng rồi đó, nó là mỗi quen nó giống nhau lại tao trộn lại cái người tùm lum rồi chạy, mình không có trình tự lắm, xô trước xoay cái đầu xuống xoay cái đầu lên, lôi cái đập lôi nó về, xô ra trước, xoay xuống dưới cái tay xuống dưới, xoay cái tay xuống dưới, xoay cái tay lên lại, lôi chưa về đó, nào đi nó buồn cái đó, buồn cái nào, đó, xoay cái đây, kéo về, đó, cho quen, đó cái đó động tác này, sắp lát hồi đổ ghê, vậy thôi, lát đổ bên kia. Đó. Xoay xuống cái đã, xoay cái đầu xuống rồi xoay cái đầu lên lại, rồi kéo về đó, làm như một cuộc chúng là cuộc chặn lại, thấy không còn lúng túng nữa, bắt đầu đổ về bên kia, lắc cái cổ ngay thằng này một rồi là nó xong, đó làm một bên cho nó quen, tức là tập cục sống về khỏe, khỏe bên phải, khỏe bên phải, khỏe bên phải, xoay đầu xuống, kéo về đó, động tác thứ nhất. Phục đi lát hồi đủ em lát hồi trộn lại nó chưa trộn quên rồi hay ha, rồi xoay cái đầu xuống, xoay đầu xuống, xoay cái đầu lên, xoay đầu lên, kéo chữ vậy tới lại tới luôn, tới luôn em cặp tới lục lui lục tới chứ rồi tới tới xoay xuống rồi lùi lại trở về giống là tới luôn, chứ là một hai hai một một nè hai rồi hai một đó đó, đó đấy, đúng rồi, từ từ đó đi, tao may không mặc tay quen đó, nó thuộc chưa đó là đủ quen đó, vậy hai bên sắp rồi ta trộn sao một từng bên cho nó quen. Còn mình sẽ thấy nó nặng nặng bên này, ở đầu đủ bên cái nặng nặng bên này là cuộc sống bắt đầu nó cửa đó, phải chừng mình tập từng tuần sau là cái lưng mình nhẹ thì chừng một tuần thôi, tuần sau mình tới mình nói ơ có lưng là tao nhẹ rồi là thành công rồi, là nó bắt đầu nó có bệnh nó hết, nó hết cái dưới bắt đầu tao chữa cái dưới cổ, rồi bây giờ chuyển sang đây, rồi chuyển đây thì đẹp, rồi chuyển sang đây thì cái tay này ở dưới để nó đây, đó, đây rồi để đây rồi, này xô tới, xô tới, xoay xuống, xoay xuống, rồi xoay lên, kéo về. Cái điều đó mà đúng, tôi vui đó, coi nó không dễ đâu à, đủ nó kéo, tôi vui lắm. Đó rồi, trở cái đầu xuống, rồi trở đầu trở ngược lại, rồi kéo về, đó, vậy đó. Bên phải, làm một hồi cái bên này bắt đầu máu nó tụ bên cuộc sống bên trái.
tức là ta đang đem máu tụ bên trái, tụ bên phải, tụ bên trái, tụ bên phải, tụ bên trái, phải. Mà nó tụ theo dòng xoáy, xoáy làm vậy ở trong máu, máu nó xoáy thì ở đây cung cái địa điểm không bị xẹt, nó xẹt cả chết cung này là hết máu nó hồi tập hồi thấy chỗ này nóng lên phải sao thấy chỗ này nhưng không? Nhưng mà thường là để đây giờ cái tay mình gì so bánh trưởng mà lật xuống như vậy là thì mình nhẹ số lật lên chém nhẹ bỡ nè xô bỡ dưới này xô nó tới rồi kéo lên ở trên giữ xuống nó lật cái lên lôi nó về lật cái lên lại nó lôi về đó xô lật xuống dưới lật xuống lật lật xuống này này xô vậy nó lật xuống vậy lật cái lên kéo về trở vị trí cũ nó trở vị trí cũ nó về lại tức là nó ngựa đi theo đường cũ, ngựa theo đường cũ mà về chứ không có trật lộn xộn được. Nó đi sao là cái tay đi sao là phải đi trở cái đường ngược đi chứ về không có hóc tắt được. Ra rồi xuống, xuống thì phải trở lại rồi mới về. Nó có trình tự làm hoài hai bên. Cái đó là rời một rời rạc, nó hồi làm bên này cái rồi bên kia cái. Vậy đó nó mới rắc rối. Làm bên riêng bên cho nó quen. Bên này ba cái, bên kia ba cái. Làm nó quen rồi. Một, hai, rồi trở ngược lại, sao trở lại, rồi kéo về. Vậy đó, có gì đâu, có gì đâu. Làm xong, lật lên là phải lật trở lại, chứ không lật trở lại sao kéo về được. Nó phải có cái lui tới giống nhau. Một, tới, lật, thì phải lật, rồi phải lật ngược lại, kéo chứ. Là lật rồi, không thèm thèm lật ngược lại, sao nó về. Ô, giống như vậy. Rồi, lật. Rồi lật ngược lại cái đã rồi mới kéo về chứ mày đã lật mày không lật lại á mày nó lật úp xuống là mày úp nó ngược lại mày kéo về chứ mày lật nó cho cái đầu nó chúi xuống luôn mày chết nó rồi giống mà đưa cái đầu ra mày biểu cái cuối đầu xuống mày phải kéo cái đầu lên rồi mày lôi cái đầu về cái mày để cái đầu cuối mày lôi luôn không có được nó mới tính tiến thoái nó giống nhau nó thuộc cái rồi. Nhưng mà khi mà chuyển đến bên thì là cái chân nó cứ đứng đây rồi chưa nói chân à còn mới tay mà chưa xong mà đòi cái chân à, chết à, đó, đúng rồi đó. Cái tay mà chưa lộn rồi đòi cái chân xong còn nói cái chân nó là chết cái tay mà chưa thuộc đừng có ao cái chân à đúng cái tay mà chưa thuộc khoan nữa à từng cái cái tay mà lộn lên lộn xuống mà đòi cái chân vừa lắc ở trùng lum ra cái lộn phải thôi hỏi học luôn từng bước nó lại còn phức tạp lên nữa còn rồi, phức tạp nữa từ nó từ từ lên chứ mày đừng có vạn sự khởi đầu nan
tự ứng với cảm biến. Hồi mình tập từ 2 bài này thôi là trong chừng 4 ngày sau là mình thấy khác liền. Nó đang chữa bệnh mà nó đang tiến trình, nó đang chữa máu, nó đang dẹp tới, nó đang dồn tới cho nó. Xong nữa thì cho nó dồn cho cái cổ là cái tay mình hết tay, dồn cái nào cái chân, cái lưng này hết. Tập này chừng tháng, 2 tháng hết mẹ. Khỏi mổ mẹ, dập hết bệnh viện, tốn tiền. Biết bao nhiêu người ra đây chữa người cuộc sống, tôi chữa hết. Bây giờ thấy cái rơm lưng mình nó rơm nóng nóng hay lắm, cứ vậy tập bài số 2 đó.